Hôm nay, Mr. Hoa sẽ tiếp tục series hướng dẫn giải bộ đề thi thực hành tin học ứng dụng nâng cao gồm Word, Excel, PowerPoint. Video chỉ mang tính chất tham khảo, cần hỗ trợ thêm bạn xem có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Facebook Mr. Hoa trong phần mô tả. Ở cái đề số 12 á, nó khác so với cái đề hồi nãy chút xíu, đó là nó có cái phần mà nãy tôi nói đó. Cái phần mà chúng ta sẽ định dạng body and setting. Thường thì nó giống nhau ở cả 2-3 phần đầu. Nhưng mà mỗi phần cuối á, thì một số đề có, một số đề không. Thì cho nè, có đề sẽ là body, có đề là gì setting thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ định dạng thêm cái phần này. Tôi chỉ thêm phần này chút xíu các bạn làm tiếp nha. Ở dưới cái phần multi level. Đây. Đối với cái đề của mình, ví dụ như ở phần heading 1 đi. Nhắc các bạn chút xíu luôn. Đối với các đề mà từ đề mục cấp 1 và đề mục cấp 2 thôi á, thì mình sẽ định dạng cái này trước. Đúng chưa? Rồi mình sẽ gán cho các cái đoạn văn ở trong cái phần phần 1 của mình. Nhưng mà đối với từ đề mục cấp 3, cấp 4 trở đi á, thì các bạn nên gán dữ liệu trước để nó xuất hiện cái đề mục cấp 3 cho các bạn. Bởi vì nó có một cái nguyên tắc hiển thị như sau, tức là có đề mục cấp cha thì sẽ có đề mục cấp con, ví dụ có 1 thì mới có 2, và có đề mục cấp 2 thì mới có đề mục cấp 3, hiện tại đề mục cấp 3 nó sẽ ẩn đi, thì có thể có cách để cho bạn hiển thị lên luôn, nhưng mà mất công các bạn lại phải nhớ thêm nhiều thứ. Thì ở đây việc đầu tiên của các bạn là gì? Gán dữ liệu trước cũng được. Ví dụ ở đây là mình nhìn vô trong cái file mẫu mình đó, phần mục lục, thì chúng ta sẽ thấy các phần 1 này, phần 2 này, là cơ sở lý luận này, thực tiễn này, đó là các cái heading 1. Thì chúng ta gán luôn cơ sở lý luận này, chọn slide, chờ kiểm tra sơ lại chút xíu, thấy chưa? Ok rồi, thì chúng ta làm gì? Gán nhanh luôn heading 1. Tiếp theo heading 2, đó là các cái nội dung ví dụ như là khái niệm đo lường lạm phát hay nguyên nhân gây ra lạm phát. Đó, hiện ra khái niệm này để chuột ở đây, chúng ta gì? Slide chọn on, thấy chưa? Chọn heading 2. Đó, thì bây giờ khi có heading 2 thì heading 3 nó mới xuất hiện, thấy chưa? Đó, tiếp theo là gì? Lạm phát do nhu cầu cầu kéo hay là gì? Do chi phí đẩy thì chúng ta chọn tiếp và heading 3, được chưa? Đó là cách mà mình định dạng trước. Sau đó nó hiển thị hết lên là normal, là bình thường, cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên. Sau đó chúng ta sẽ định dạng lại. Là chúng ta, ví dụ chúng ta định dạng cấp 1 đúng không? Modify cấp 1. Thì nó chỉ có một phần tôi lưu ý các bạn, đó là cái phần gì? Cái phần body and setting là cái mục cuối. Thì các bạn vô cái phần gì? Format, chúng ta chọn body and setting. Được chưa? Ở đây nó chỉ là nền thôi, nền xanh nhạt, thì chúng ta chọn nền màu xanh nhạt. Được chưa? Màu xanh nhạt cho mình. Cho nó. Được chưa? Tôi coi thử cái mẫu này trên mấy các bạn hiển thị là gì. Nó đây. Đó, màu xanh nhạt này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn cái mẫu màu xanh nhạt cho nó, được chưa? Đây. Rồi. Ví dụ như thế. Đó, thì đối với các cấp 1 thì nó sẽ tự động tô nền, ha, 1 tô nền. Được chưa? Rồi, nó khác so với đề hồi nãy một chút xíu nữa, đó là cái phần đánh số tự động. Vậy để cái phần đánh số tự động các bạn nhìn này. Đó, bây giờ cứ chọn bình thường nha. Mình có tôi vô định dạng máy hết á, các bạn tự định dạng lại nha. Chúng ta chọn multi. Multi level list này, 1 1.1, 2 1.2 đúng không? Thì đó là cách đánh bình thường. Đối với bây giờ chúng ta sẽ có là gì? 1.1 thay vì nó là 1, 2, 3 thì nó là phần 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã. Được chưa? Vậy thì cách mình chỉnh sửa như sau. Chúng ta sẽ vô lại phần multi level list. Chúng ta chọn cấp 1. Ở đây nó sẽ đánh số theo kiểu là 1, 2, 3. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chuyển về gì? 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chữ phần phía trước và dấu chấm phía sau. Thì mình các đoạn test thì chúng ta cứ thêm bình thường, tuyệt đối không sửa cái số 1 la mã đang tô đậm này, được chưa? Chúng ta chơi chụp phía trước, chúng ta gõ chữ phần vô, giống như mình thêm dấu chấm phía sau gì đó thì mình thêm cái test phía trước, được chưa? Vậy thì phần 1 la mã chấm, đó là mình xong cái cấp 1 đúng không? Rồi các cái phần nội dung test phía dưới này các bạn thêm định dạng phía này các bạn thêm. Thứ hai là đối với level cấp 2 nó là gì? 1 la mã, 2 la mã, tức là sao? Ở đây chúng ta nhìn này, phần 1 rồi tới 1 la mã, 2 la mã, nó không có đánh cái phần 1 la mã phía trên nữa. Tức là nó không lấy cái heading 1, mà từ heading 2 trở đi nó lấy của chính nó thôi. Vậy thì các bạn sẽ đánh như sau. Đối với phần 2, thì mặc định nó sẽ lấy là 1 la mã của phần 1 đúng không? Heading 1. Được chưa? Sau đó nó đánh 1, 2, 3 của chính nó đúng chưa? Bây giờ chúng ta không cần phần
101 thì chúng ta để chuột vô vị trí 1 La Mã chúng ta xóa đi. Được chưa? Để lại 1, 2, 3 của chính nó thôi, tức là Hidden 2 á. Và chúng ta chọn lại là gì? 2, 1 La Mã, 2 La Mã, 2 La Mã, chấm. Thì đây là 1, 2, 3 La Mã của Hidden 2 chứ không phải là của cái Hidden 1 nha. Hidden 1 là có chữ phần 1 La Mã, 2 La Mã, được chưa? Nó khác. Rồi, để nhảy tiếp phần dưới ha. Tiếp theo là gì? Tới phần mục số 3. Level 3 là gì? Là bắt đầu nó tính là gì? 1 La Mã của Hidden của level 2 á. Sau đó là 1, 2, 3 của chính nó. Được chưa? Vậy thì ở phần 3 nó sẽ gồm 3 cái. Cái thứ nhất là 1 La Mã của cái mục 1 này. Rồi 1 La Mã của cái mục 2. Được chưa? Và 1, 2, 3 là của chính nó, đúng không? Vậy thì bây giờ mình nó chỉ cần từ level 2 thôi. Thì chúng ta xóa cái phía bên trái đi, tức là xóa cái level 1 đi. Được chưa? Chúng ta để lại level 2 là 1, 2, 3 La Mã đây thôi. Được chưa? Rồi chấm. Được không? Vậy thì nó sẽ có một trường hợp. Đây. Đây là ví dụ ta đang đúng nha. 1 La Mã này. 1, 2 La Mã, 3 La Mã. Rồi tới trong mục 3 La Mã nó có mục con 1 con đúng không? Thì là 3 La Mã chấm 1, 3 La Mã chấm 2. Được chưa? Đó là cách đánh đúng. Vậy thì có một trường hợp các bạn sẽ đánh sai ở cái phần hitting 3. Nó hiển thị như sau. À, tôi làm gì tôi làm nha. À, tôi đang cố làm sai thì các bạn đừng bắt trước. Đây. À, đầu tiên chúng ta sẽ insert cái loop hitting 1 chấm hitting 2 chấm rồi 1, 2, 3 của chính nó, được chưa? Rồi. Có trường hợp các bạn xóa nhầm, tức là gì? Các bạn xóa nhầm cái hitting 2, cái level 2 á, thì khi ra ngoài nó sẽ sai ở cái phần hitting 3, tức là gì? Phần 1 đúng không? 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã. Nhưng đây là phần con của phần 3 La Mã. Nhưng mà khi các bạn xóa nhầm á, thì đó là 1 La Mã của cái phần 1 đây. Đó. Chứ không phải là lấy của chính kia. Được chưa? Cho nên khi xóa, các bạn lưu ý cách định dạng như sau. Chọn 1, nếu các bạn không biết thì các bạn xóa hết đi. Được chưa? Đây, các bạn add level 1 vô nè, chấm cái nè, add level 2 vô nè, chấm cái nè, rồi add cái số của level 3 vô nè, chấm cái nè. Rồi xóa nào, từ trái qua bên phải là level 1, chấm level 2, chấm tới level 3. Muốn xóa level 2, 1 thì chúng ta xóa cái phần bên trái đi. Được chưa? Thì mới chính xác, được chưa? Thì lúc này á, thì số nó tự nó mới đánh đúng. Được chưa? Cách đánh nè, nhớ cách đánh lại cho tôi cái. Rồi đó thì cái đó là cái khác so với cái đề còn lại. Rồi tương tự, các phần này trang đề cũ. Giờ Mr. Hòa đi ăn cơm đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Nghe vậy mà không thương sao không nhấn đăng ký và theo dõi Mr. Hòa để nhận thông báo cho các clip sắp tới. Cần hỗ trợ hoặc giải đáp gì có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Mr. Hòa có link trong mô tả á. Cảm ơn các bạn đã xem.